Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 hay còn gọi tắt là PCI mới công bố cho thấy lần đầu tiên 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nằm trong top 15 tỉnh thành có điểm số PCI cao nhất cả nước. Trong đó thì Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu, thành phố Hải Phòng lần đầu tiên lọt vào top 10. Đặc biệt là PCI năm 2017 cũng cho thấy một tâm lý lạc quan của doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh. Điều này thể hiện chất lượng điều hành tại các địa phương, đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước đang chuyển động mạnh mẽ. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều vấn đề khiến doanh nghiệp chưa hài lòng, cũng là dư địa để cải thiện trong thời gian tới. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề PCI năm 2017 thúc đẩy các địa phương cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp. Sau nhiều năm liên tục đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất kể từ năm 2013, lần đầu tiên trong bảng xếp hạng CPI 2017, Quảng Ninh vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số 70,7 trên thang điểm 100, với rất nhiều sáng kiến, nỗ lực trong cải cách hành chính. Năm 2017, chúng tôi tiếp tục đổi mới cải cách, đặc biệt là chúng tôi lấy tiếng nói của doanh nghiệp để đánh giá cái bộ chỉ số DDCI cấp sở ngành địa phương liên tục trong 3 năm qua. Và trong cái bộ chỉ số DDCI của các cái sở ngành và các địa phương của tỉnh thì có 8 cái nội dung. Thì cái nội dung thứ 8 là nội dung mà doanh nghiệp đánh giá cái vai trò của người đứng đầu các cái sở ngành địa phương và chủ tịch các cái địa phương. Và từ đó là chúng tôi đều phải mổ xẻ, và các cái cơ quan sở ngành đều phải mổ xẻ ra lý do tại sao doanh nghiệp đánh giá từng sở ngành địa phương có cái nhìn nó khác với trước đây tự mình đánh giá hoặc là cấp trên đánh giá các sở ngành. Do vậy là đây là một trong những cái chúng tôi là đi theo đúng hướng, và chính cái này đã truyền lửa được từ cái cấp lãnh đạo cấp cao của tỉnh đến cái lãnh đạo của các sở ngành và các địa phương, và truyền đến đội ngũ cán bộ công chức cấp phòng ban và những người thực thi công vụ. Đấy là cái điều chúng tôi đã thực hiện rất tốt trong năm 2017. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng PCI 2017 là Đà Nẵng, nơi các doanh nghiệp dân doanh tiếp tục đánh giá tương đối tích cực về việc giải quyết thủ tục hành chính với điểm số trên 70. Đồng Tháp tiếp tục nắm vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng PCI 2017. Với kết quả này, Đồng Tháp lập kỷ lục 10 năm liên tiếp nằm trong top 5 bảng xếp hạng PCI. Long An trở lại top 5 bảng xếp hạng sau lần đầu tiên vào năm 2011 với điểm số dẫn đầu 63 tỉnh thành phố trong hai chỉ số thành phần, tính năng động, tiên phong của chính quyền tỉnh và thiết chế pháp lý. Bến Tre lần đầu tiên bước vào nhóm 5 tỉnh thành phố dẫn đầu PCI với những cải thiện rõ rệt trong các chỉ số thành phần, tính năng động tiên phong của chính quyền và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Phải làm sao mà để từ cái ý chí của lãnh đạo nó lan tỏa và nó trở thành một cái ý thức tự thân của một cái bộ máy, chứ không phải là chỉ những lãnh đạo các chủ chốt của tỉnh mà muốn thúc đẩy cải cách, nhưng mà bộ máy không chuyển động thì nó cũng không mang lại một kết quả gì. Và chúng tôi cũng rất là mừng là cả hệ thống đều hiểu điều đó, và cả hệ thống hiểu rằng chúng ta không phải là giúp cho doanh nghiệp, không phải là chỉ là thu hút những đầu tư đến, mà chính là chúng ta nâng cao chất lượng của doanh nghiệp trong đang đầu tư ở trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên bảng xếp hạng PCI ghi nhận đầy đủ 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong top 15 tỉnh, thành phố có điểm số PCI cao nhất cả nước. Thành phố Hải Phòng lần đầu tiên lọt vào top 10. Hà Nội có sự thay đổi bền vững là những điểm tích cực cho thấy các trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước đang chuyển động mạnh mẽ. Cái thứ nhất là chúng tôi chỉ đạo cho các sở ban ngành tiếp tục thực hiện cái việc cải cách cái thủ tục hành chính và gần với lại các doanh nghiệp hơn. Và đặc biệt trong năm 2017, chúng tôi tổ chức định kỳ cái đối thoại doanh nghiệp 1 tháng 1 lần của Ủy ban Nhân dân thành phố. Và đến đây là một cái diễn đàn để các doanh nghiệp có thể trao đổi những cái kiến nghị, những cái thắc mắc hoặc là góp ý về cái cách điều hành của chính quyền thành phố đối với lại các sở ban ngành. Và đặc biệt là qua cái kỳ đối thoại doanh nghiệp hàng tháng ấy, thì cái tỷ lệ giải quyết những cái kiến nghị, những cái khó khăn của doanh nghiệp là đạt được kết quả cao hơn. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, năm 2017, điểm số PCI bình quân cao nhất kể từ giai đoạn khởi đầu từ năm 2005 đến nay, và gần như tất cả các tỉnh đều tăng điểm số của mình. Điều này phản ánh rõ môi trường kinh doanh ở các địa phương đã có những cải thiện rất ấn tượng dưới sự điều hành của chính phủ. Hành trình truyền lửa về các địa phương đã mang lại kết quả tích cực.
Có thể nói là cái bức tranh của môi trường kinh doanh đầu tư ở Việt Nam qua cái phản ánh của PCI đã có nhiều khởi sắc. Và đây là lần đầu tiên mà cái điểm trung vị của PCI đã tăng mức kỷ lục kể từ năm 2005 khi chúng tôi tiến hành cái công bố chỉ số PCI. Và hầu hết các địa phương đều đã có cái tiến bộ so với chính mình, cái điểm số PCI đều tăng. Đây là năm thứ 13 liên tiếp báo cáo PCI 2017 dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.200 doanh nghiệp dân doanh hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. PCI là bức tranh phản chiếu môi trường sinh thái của nền kinh tế Việt Nam trong con mắt của cộng đồng doanh nghiệp. PCI 2017 đã ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành rất ấn tượng của chính quyền địa phương trên cả nước. Với những nỗ lực này thì PCI 2017 cũng cho thấy tâm lý lạc quan của doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh. Năm 2017, hoạt động của doanh nghiệp dệt may này đã có kết quả kinh doanh ấn tượng, tăng 30% so với năm 2016. Theo đó, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, việc hỗ trợ từ phía các cấp ban ngành, đặc biệt là thành phố Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và trong năm 2017 thì cái chính sách của nhà nước đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất là lớn. Trực tiếp các cái doanh nghiệp được gặp thủ tướng, được gặp những cấp trên để nói lên những cái nguyện vọng và những tháo gỡ được những cái khó khăn về những vấn đề về thuế, về đất đai. Và bản thân doanh nghiệp thì có được những sự hỗ trợ tối đa từ hiệp hội cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chúng tôi có những cái điều kiện từ những cái thuế rồi là những thủ tục hành chính cũng đã được giảm đi rất là nhiều. Đấy, đó là những cái mà chúng tôi thấy là tạo điều kiện rất là lớn cho doanh nghiệp của chúng tôi. Kết quả điều tra PCI 2017 cũng chỉ rõ, so với những năm trước, các chính quyền giải quyết kịp thời hơn các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Cụ thể, sau nhiều năm liên tục tăng, thì năm 2017 ghi nhận có sự giảm đáng kể ở 3 chỉ tiêu đo lường về tham nhũng, gồm tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng việc chi trả chi phí không chính thức là phổ biến, tỷ lệ phần trăm trong tổng hợp thu nhập mà doanh nghiệp phải bỏ ra hàng năm để chi các khoản chi không chính thức cho các cán bộ nhà nước và chi trả hoa hồng, chi phí không chính thức là điều bắt buộc để đảm bảo trúng thầu. Đúng là thực tế, thời gian vừa rồi thì cái chất lượng của điều kiện kinh doanh chưa phù hợp, còn gây khó khăn, còn gây phiền hà trong quá trình thực hiện, còn là không gian rộng cho hoạt động nhũng nhiễu của cán bộ thực thi, cán bộ nhà nước đối với doanh nghiệp, thì điều đấy là thực tế và chính phủ đã nhận rõ điều này. Chính vì vậy mà trong hơn một năm vừa rồi thì đã có những thay đổi rất lớn, chẳng hạn như toàn bộ điều kiện kinh doanh trước đây vốn chất lượng chưa cao, quy định ở hàng ngàn thông tư, thì hiện nay đã được bãi bỏ và nâng cấp lên thành 50 nghị định về điều kiện kinh doanh. Đặc biệt, thủ tục hành chính được cải thiện. Theo đó, trong suốt nửa thập kỷ qua, lĩnh vực này ghi nhận có sự cải thiện. Chỉ 30% doanh nghiệp cho biết phải dành trên 10% thời gian để tìm hiểu và thực thi các quy định pháp luật. Bên cạnh đó, 72% doanh nghiệp tại tỉnh Trung Vị đánh giá các cán bộ công chức giải quyết công việc hiệu quả. 52% doanh nghiệp cho rằng thủ tục giấy tờ đơn giản và 92% cho biết phí, lệ phí được công khai. Đây đều là những con số cao kỷ lục từ trước đến nay. Với những tín hiệu tích cực này, PCI 2017 cũng cho thấy tâm lý lạc quan của các doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh. 52% doanh nghiệp dân doanh trong số doanh nghiệp được hỏi cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới, mức cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây. Tỷ lệ doanh nghiệp dân doanh có kế hoạch giảm quy mô hoặc đóng cửa là rất thấp, chỉ ở mức 8%. Thứ nhất là chúng tôi được tài trợ đi học những cái khóa mà nâng cao năng lực của lãnh đạo. Ngoài ra chúng tôi cũng đăng ký cho nhân viên của chúng tôi là những cái quản lý cấp trung đi tham gia để nâng cao cái kiến thức trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng được phát biểu những ý kiến, những cái sáng kiến, những cái đề xuất thẳng thắn với các hiệp hội, với các lãnh đạo của nhà nước. Và cũng được nhận được sự giúp đỡ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được nắm bắt được những thông tin mới, những xu hướng mới của thị trường, nhu cầu thị trường, nhu cầu trong nước và nhu cầu trên thế giới để kịp thời điều hành doanh nghiệp của mình bắt kịp với xu hướng. Các chuyên gia khẳng định, so với những năm trước đây, các chính quyền giải quyết kịp thời hơn các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhiều chính sách, chỉ đạo quan trọng của chính phủ như luật nghị quyết số 19 NQCP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia,
Nghị quyết 35 NQCP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp đang phát huy những hiệu quả tích cực. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh xu hướng cải thiện tích cực, PCI 2017 cũng cho thấy vẫn còn nhiều vấn đề khiến doanh nghiệp chưa hài lòng. Đây cũng là dư địa của địa phương tiếp tục cải thiện trong thời gian tới, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Dù chính phủ đã có chủ trương cho phép doanh nghiệp có thể thuê lại đất từ nhà nước để sản xuất kinh doanh, song doanh nghiệp này sau 9 năm hoạt động vẫn chưa sẵn sàng để thuê lại đất từ nhà nước bởi lo ngại rủi ro liên quan đến chính sách đất đai. Nó có hai vấn đề. Thứ nhất là cái thông tin là chúng tôi chưa cũng không nắm bắt được. Nhiều khi chúng tôi là một góc độ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì chúng tôi thông qua các mối quan hệ để tìm kiếm xem những doanh nghiệp nào có thừa đất để họ không sử dụng hết thì họ cho thuê. Vì chúng tôi khi chúng tôi thuê thì đó thì có một cái chừng mực yên tâm hơn, bởi vì họ vừa là chủ doanh nghiệp, họ vừa là những người ký hợp đồng trực tiếp với mình, thì thời hạn có thể kéo dài được 5 năm, 10 năm. Và khi chúng tôi làm việc nó theo một cái nhất quán, ví dụ trong thời gian là mấy năm đó thì chúng tôi yên tâm làm việc. Nhưng nếu chúng tôi đi thuê của nhà nước thì do cái chính sách nhiều khi thay đổi, thì có thể hôm nay sếp này ký, nhưng ngày mai mà sếp lại luân chuyển đi sếp mới lên lại có nhu cầu sử dụng thì chúng tôi đương nhiên lại không có thể không được thuê ở đó nữa, lại phải di rời, mà mỗi lần di rời rất là vất vả. Điều tra PCI 2017 cũng cho thấy doanh nghiệp đang ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận đất đai, mở rộng mặt bằng kinh doanh. Họ cũng cảm thấy mức độ rủi ro bị thu hồi đất ngày càng cao. Tỷ lệ doanh nghiệp có đất và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm nhẹ so với năm 2016 và thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục từng được ghi nhận trong giai đoạn 2012-2013. Thì Ngân hàng Thế giới công bố cái chỉ số về đăng ký và sử dụng và sở hữu tài sản, thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số này của chúng ta đang có sự giảm bậc. Điều đó cho thấy là chúng ta không có sự cải thiện trong những năm vừa qua về các cái cơ sở pháp lý, về các cái quy định pháp luật mà liên quan tới cái việc là tiếp cận đất đai. Điều đó cho thấy là chúng ta không có những cái cải cách đáng kể liên quan tới chỉ số này. Chính vì thế mà thời gian tới đây thì chính phủ cũng như là các cái cấp địa phương thì cần quan tâm hơn nữa tới cái việc là chúng ta tiếp cận đất đai, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong cái việc là thực hiện các cái thủ tục gắn với cái tiếp cận đất đai này. Đặc biệt khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, doanh nghiệp gặp phải rất nhiều khó khăn, phiền hà trong các thủ tục về giải phóng mặt bằng, bồi thường cho người dân hay các thủ tục quy định khác của tỉnh. Ngoài ra, quy hoạch đất đai chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, khiến nhiều lô đất xa cơ sở hạ tầng hiện có hoặc ở các địa phương thuận tiện. Trong khi đó, việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai không thuận lợi nhanh chóng. Thì thành phố Hà Nội đã tổ chức rất nhiều các cái hội nghị, đặc biệt một năm Hà Nội đã tổ chức 2 hội nghị lớn để thu hút các nhà đầu tư, để làm sao chia sẻ các cái thông tin về quy hoạch. Nhưng mà có tại hội nghị đó thì rất ít các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa được tham dự chương trình đó. Chỉ có những doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp mà có uy tín tại Hà Nội mới được tham gia. Cùng với khó khăn trong tiếp cận đất đai, rủi ro bị thu hồi đất gia tăng, tính minh bạch chưa cao, thiết chế pháp lý chưa tốt, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng, tỷ lệ doanh nghiệp FDI thừa nhận có chi trả chi phí không chính thức khi làm thủ tục hải quan chiếm 53%. Trước hết là cái tính minh bạch và các cái thiết chế pháp lý để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp đang chuyển biến khá chậm trễ. Thứ hai là cái chỉ số về chi phí không chính thức, mặc dù đã giảm trong năm qua nhưng vẫn còn đến 59%. Các doanh nghiệp nói rằng họ vẫn phải chi trả các chi phí không chính thức. Và vẫn còn 28% số doanh nghiệp cảm thấy chưa hài lòng đối với cái chất lượng thi hành công vụ của các cơ quan chính quyền. PCI 2017 cũng chỉ ra rằng bên cạnh sự vươn lên của các tỉnh đứng cuối bảng xếp hạng thì những địa phương dẫn đầu, các tỉnh thành phố tiên phong dường như đang chững lại. Số điểm PCI của các tỉnh này chỉ xoay quanh mức 70/100. Điều này đòi hỏi phải có sự đột phá tiếp tục về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính ở các cấp trung ương để tạo ra những dư địa mới. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là chính phủ hiện nay và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì đang có những cái nỗ lực đặc biệt để thúc đẩy mạnh mẽ cái tiến trình cải cách này. Và chúng tôi hy vọng rằng những quyết định, những mệnh lệnh bắt buộc
trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Chẳng hạn như việc ấn định các cái mục tiêu phải giảm 30, giảm 50% các cái thủ tục hành chính và kiểm tra chuyên ngành, hay là phải hướng tới những chuẩn mực hàng đầu của ASEAN A3, ASEAN 4 hay những cái chuẩn mực của OECD. Thì đấy là những cái mục tiêu rất là cụ thể. Và các cái nghị quyết như 19, nghị quyết 35 hay các nghị quyết khác của chính phủ thì đã đưa ra một cái lộ trình cụ thể và quy trách nhiệm cho từng bộ ngành và địa phương. Thế và cái việc căn cứ vào cái kết quả cái thực hiện nhiệm vụ chính trị và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để làm căn cứ để sắp xếp sử dụng đội ngũ cán bộ, thì tôi nghĩ đấy là một những cái giải pháp đồng bộ có thể giúp cho cái việc thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn để đáp ứng tốt hơn cái yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2018, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng vào quyết tâm đột phá tiếp theo của chính phủ là yêu cầu tất cả các bộ ngành phải đưa ra kế hoạch cắt giảm 30-50% các thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh của bộ ngành mình để tiếp tục tạo ra những dư địa mới, đột phá của các địa phương. Trong suốt 13 năm qua, nỗ lực của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS đã cho ra mỗi năm một bản báo cáo về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, và nó đã trở thành một trong những bản báo cáo có uy tín và nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan nhà nước các cấp và đặc biệt là sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng doanh nghiệp. Bên lề lễ công bố PCI 2017 vừa mới được tổ chức, phóng viên VITV đã có cuộc trò chuyện với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam về bản báo cáo này cũng như đánh giá của ông về môi trường kinh doanh Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Xin cảm ơn ngài đã tham gia chương trình của truyền hình VITV. Xin được hỏi ngài, đâu là điểm nhấn quan trọng nhất trong môi trường kinh doanh Việt Nam thông qua bản báo cáo PCI năm 2017 này? Vì Việt Nam đang rất nỗ lực để nâng cao cạnh tranh và môi trường kinh doanh. Rất cảm ơn bạn với câu hỏi này. Chúng tôi rất vinh dự được phối hợp trong việc cho ra một sản phẩm về năng lực cạnh tranh. Đây là một bản báo cáo rất quan trọng mà chúng tôi được hỗ trợ VCCI liên quan đến môi trường kinh doanh Việt Nam. Thông qua bản báo cáo năm nay, có 3 điểm nhấn mà tôi muốn nhấn mạnh. Đó là, thứ nhất, bản báo cáo chỉ ra kinh nghiệm và khả năng điều hành của các cơ quan nhà nước Việt Nam ở cấp tỉnh đã được nâng cao. Thứ hai, thông qua bản báo cáo PCI 2017, chúng ta cũng thấy được sự lạc quan về phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam, cũng như môi trường đầu tư ngày càng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Thứ ba, bản báo cáo cũng chỉ ra rằng những chỉ số liên quan đến tham nhũng ở Việt Nam đã được cải thiện. Bên cạnh đó, cũng có một số điểm nhấn nữa mà tôi quan tâm trong bản báo cáo PCI năm nay. Đó là bản báo cáo này được thiết kế và nghiên cứu nhằm chỉ ra mức độ tăng trưởng trong môi trường kinh doanh cũng như khả năng cạnh tranh ở cấp độ các tỉnh. Và chúng ta vui mừng khi thấy rằng điểm số đánh giá cho các tỉnh trên toàn quốc trong năm 2017 đều tăng. Và đặc biệt, 3 tỉnh ở vị trí top 3 đều có mức điểm rất tốt là Đồng Tháp, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Thưa ngài, vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào và Việt Nam cần làm gì để đạt được những mục tiêu trong nâng cao năng lực cạnh tranh? Trước tiên, chúng ta cần thấy rằng, thông qua bản báo cáo này, chúng ta có được cái nhìn tổng quát và lạc quan về triển vọng phát triển của đất nước trong tương lai. Và lý do vì sao chúng tôi hỗ trợ VCCI trong bản báo cáo này hàng năm, bởi vì thứ nhất, chúng tôi muốn các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam có được những thông tin đầy đủ về Việt Nam, bởi các nhà đầu tư nước ngoài luôn quan tâm đến 3 yếu tố: tính ổn định, tính dự đoán được trong tương lai và tính minh bạch. Các nhà đầu tư nước ngoài chỉ quan tâm đến 3 yếu tố quan trọng đó khi họ quyết định đầu tư tại nước các bạn. Và tôi nghĩ đó cũng là những yếu tố quan trọng để chính phủ Việt Nam quan tâm để có thể có những chính sách điều hành và phát triển phù hợp. Vậy thưa ngài, trong nhiệm kỳ của mình, những trọng tâm và ưu tiên của ngài là gì để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ? Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất và phát triển nhanh của Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ thì vẫn giữ vững vị trí là đối tác thương mại quan trọng nhất, nhì của Việt Nam. Tuy nhiên, thâm hụt thương mại với Việt Nam vẫn đang gia tăng. Các doanh nghiệp Mỹ vẫn nói với chúng tôi rằng họ vẫn quan tâm và muốn đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, họ cũng quan tâm đến các chính sách đầu tư và phát triển của Việt Nam. Do vậy, chúng tôi vẫn luôn cố gắng có những cuộc đối thoại mở với chính phủ Việt Nam để có thể đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư, tất cả các doanh nghiệp muốn đến Việt Nam đầu tư đều được đối xử bình đẳng và công bằng. Và trong nhiệm kỳ của tôi tại Việt Nam, tôi sẽ cố gắng làm 2 điều để có thể thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Thứ nhất là tôi sẽ duy trì các cuộc đối thoại hiệu quả với chính phủ Việt Nam và các nhà lãnh đạo của Việt Nam, bởi chúng tôi và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều mong muốn có được những chính sách đầu tư tốt để có thể yên tâm đầu tư tại Việt Nam. Và thứ hai là tôi sẽ làm việc rất sát sao với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ để có thể hiểu được những quan tâm, những lo lắng của họ, để có thể giúp họ có được những điều kiện đầu tư tốt nhất có thể ở Việt Nam. Rất cảm ơn ngài về cuộc trò chuyện hôm nay.
Cuộc trao đổi vừa rồi với Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.